Tuần vừa qua, nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, đại diện chính quyền địa phương, đông đảo người dân và các tín đồ tôn giáo Cao Đài đã tề tựu về đền thờ Báo Quốc Tự trên địa bàn phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành để cùng tham dự lễ giỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương do ban cai quản họ Đạo Liên phường Long Hoa và Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành tổ chức. Qua đó thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân, công ơn của Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Lần đầu tiên nghệ thuật đơn ca tài tử được trình diễn trên đỉnh núi Bà Đen, nóc nhà của Nam Bộ. Đây là một trong những hoạt động đã trở thành điểm nhấn độc đáo của du lịch Tây Ninh trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Cùng với việc được thưởng thức các tiết mục đơn ca tài tử đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng của Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng triển lãm ảnh về nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề Tây Ninh bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Tất cả đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thật thú vị và độc đáo. Tuần vừa qua, lần đầu tiên sau 35 năm tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mới có một chặng đến với tỉnh Tây Ninh. Thế nên cuộc đua đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và cổ vũ của đông đảo người dân tỉnh nhà. Trong đó, công viên 30 tháng 4 thành phố Tây Ninh đã trở thành điểm kết thúc và trao giải của chặng 24. Trong khi đó, đường Hoàng Lê Kha, đoạn phía trước nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã trở thành điểm xuất phát của chặng 25, cũng là chặng sau cùng của cuộc đua năm nay. Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày liên tục vừa qua, tỉnh Tây Ninh đã đón trên 98.000 lượt khách đến tham quan tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Số khách này đã tăng gấp 4 lần so với dịp lễ năm ngoái. Ngoài ra, công suất sử dụng phòng lưu trú của khách du lịch trong dịp này đạt bình quân từ 60 đến 65%. Tổng doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 65 tỷ đồng. Trong thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị văn hóa nổi bật. Công an Tây Ninh cũng đã chủ động kịp thời triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo các sự kiện diễn ra thành công và an toàn.